Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 541 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 2765. Dương Khai cả người cứng lên, không dám chống cự. Một giọt mồ hôi lạnh theo bên trán chảy xuống, nghiêm mặt nói: "Đệ tử nói là chuyện này đệ tử đáp ứng." "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a." Cao Tuyết Đình nhếch khóe miệng, thu trường kiếm. Thẳng cho tới lúc này, phó điện chủ Cừu Nhiễm và tất cả trưởng lão mới cười hi hi tiến lên, chắp tay ôm quyền, miệng nói chúc mừng Dung Khai trưởng lão vân vân. Ôn Tử Sam nét mặt cũng tươi cười: "Tốt tốt tốt, thần điện ta lại thêm một trưởng lão, thật là đáng mừng, thật là đáng mừng a. Bổn điện chủ quyết định 5 ngày sau sẽ cử hành đại điển phong chức, chiêu cáo thiên hạ." Dương Khai cả người run lên, vội nói: "Điện chủ à, chuyện này thật không cần đâu, đệ tử giờ này..." Không đợi cho hắn nói hết câu, Ôn Tử Sam liền cười híp mắt, vỗ vỗ vai hắn: "Không cần nói nhiều, ta biết." Dương Khai há miệng, ngàn vạn lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài. Hắn giết Đàm Quân Hạo và Vũ Minh, tuy rằng chuyện cũng có nguyên nhân mà ra, nhưng dù sao đối mặt với Tinh Thần Cung, quái vật lớn bậc này, một khi trở thành trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, nhất định sẽ mang đến phiền phức cho Thần Điện. Chuyện này lén lút cũng không sao, cố tình Ôn Tử Sam còn muốn cử hành cái gì mà đại điển phong chức, chiêu cáo thiên hạ. Đây không phải là rõ ràng nhóm lửa tự đốt mình sao? Dương Khai trong lòng cảm động, đồng thời cũng có chút bất an, chỉ sợ bởi vì mình mà mang đến tai họa cho Thần Điện. Thế nhưng Ôn Tử Sam biết rất rõ ràng chuyện này, còn cố ý làm như vậy, rõ ràng là muốn dùng lực của Thần Điện che chở cho hắn. Cao Tuyết Đình ở một bên nói: "Đệ tử trong Thần Điện một khi tấn thăng đế tôn là có thể trở thành trưởng lão của tông môn, được hưởng quyền của trưởng lão. Hạ Sanh đã như vậy, cho nên ngươi không cần có gánh nặng trong lòng đi." Dương Khai vòi đầu: "Có một chuyện cần báo cho chư vị biết. Đoạn thời gian trước đệ tử đã sáng lập một tông môn." "Cái gì?" Ôn Tử Sam cùng Cao Tuyết Đình liếc nhau, hơi có chút bất ngờ. Tất cả trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên. "Giờ này đệ tử coi như là chủ một cung, nếu trở thành trưởng lão của Thần Điện e rằng có chút xung đột." Ôn Tử Sam nghe thì gật đầu. Cao Tuyết Đình gương mặt nghi hoặc: "Có phải người đang lừa gạt chúng ta, muốn từ chối chức vị trưởng lão này?" Dương Khai vội nói: "Nào dám, sự thật là vậy." Cao Tuyết Đình cau mày: "Ngươi tuy là đế tôn, cũng có tư cách khai tông lập phái, nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, quá sớm dính tới những chuyện này không có lợi cho tương lai của ngươi. Giờ này ngươi phải với mục tiêu tăng lên tu vi là trọng tâm chủ yếu." "Cảm tạ Cao trưởng lão đã quan tâm, đệ tử cũng biết, tuy nhiên đệ tử có lý do nhất thiết phải thành lập tông môn." Dương Khai gật đầu. Cao Tuyết Đình thở dài nói: "Nếu như đã sáng lập tông môn cũng không thể giải tán, như vậy đi, tông môn của ngươi hãy kết làm liên minh với Thần Điện, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ Thần Điện viện thủ là được. Thậm chí Thần Điện bên này có thể phái một số người giúp cho ngươi, cũng miễn cho ngươi quá mức quan tâm về các chuyện lặt vặt." Dương Khai mỉm cười: "Việc tông môn có người lo liệu rồi, không cần ta quan tâm." "Vậy thì không còn gì tốt hơn, ngươi cũng là người thông minh, nên biết thực lực của bản thân mới là cơ sở." Cao Tuyết Đình trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Tuy nhiên ngươi vừa là cung chủ một cung, nếu trở thành trưởng lão của Thần Điện đúng là có điều không thích hợp. Như vậy đi, ngươi coi như là khách hành trưởng lão, điện chủ ngươi nghĩ ra sao?" Ôn Tử Sam cười nói: "Tiểu Tuyết Đình nói cái gì thì chính là cái đó. Khách hành trưởng lão tuy rằng cũng là một loại trưởng lão, nhưng mà tự do hơn một chút,
qua lại tự do, có chút tương tự với thân phận đệ tử ký danh của Dương Khai trước đây, chỉ là cao quý hơn mà thôi. Đúng rồi, tông môn của ngươi gọi là gì? Vị trí nơi nào? Cao Tuyết Đình lên tiếng hỏi. Đám người Cửu Nhiễm, Trần Thiến đều nhìn Dương Khai lộ ra tò mò. Là Lăng Tiêu Cung tại Bắc Vực. Dương Khai toét miệng cười. Bắc Vực xa như vậy sao? Cao Tuyết Đình nhướng mày. Thanh Dương Thần Điện là ở Nam Vực, Lăng Tiêu Cung ở Bắc Vực, giữa hai bên cách nhau tỷ tỷ dặm, cho dù kết làm đồng minh sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Một khi Lăng Tiêu Cung thật xảy ra chuyện gì, Thanh Dương Thần Điện cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tông môn thực lực ra sao? Có bao nhiêu đệ tử? Dương Khai ngượng ngùng nhìn Cao Tuyết Đình, thận trọng hỏi. Cao trưởng lão, muốn nghe lời nói thật hay là giả? Ngươi dám nói nửa câu lời nói dối mà xem. Cao Tuyết Đình trừng đôi mắt đẹp. Dương Khai co giật khóe miệng rồi vội đáp. Đệ tử thật ra không có bao nhiêu người, tổng cộng hơn 100 người mà thôi. Hơn 100 người? Cao Tuyết Đình khẽ gật đầu, nhưng mà không có ý khinh thường. Dù sao Dương Khai mới tấn thăng đế tôn không bao lâu, cho dù sáng lập tông môn cũng nhất định là một tông môn nhỏ. Có thể chiêu thu hơn 100 đệ tử là không tồi rồi. Tông môn loại này giống như một quả cầu tuyết, phải từ từ mới lớn mạnh được. Về thực lực, cao thấp lẫn lộn, đế tôn cảnh trừ ta ra còn có 6 người. Cái gì? Tất cả trưởng lão đều giật mình kêu. Còn có 6 người, chẳng phải là nói có 7 vị đế tôn sao? Người xác định trong tông môn chỉ có hơn 100 người. Mấy vị trưởng lão thần điện lập tức không bình tĩnh được, ngay cả Ôn Tử Sam cũng trợn trừng mắt hỏi. Tông môn hơn 100 người, lại có 7 vị đế tôn cảnh trấn giữ, đây là loại tông môn gì? Tỷ lệ này cũng quá kinh khủng đi. Nên biết rằng Thanh Dương thần điện có mấy chục ngàn đệ tử, cũng chỉ có hơn 10 vị đế tôn cảnh mà thôi. Cao Tuyết Đình ngạc nhiên liên tục. Vốn tưởng rằng Dương Khai sáng lập tông môn chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng hiện tại xem ra tông môn này dường như có chút lợi hại nha. Vậy 6 vị kia cụ thể là tu vi gì? Dương Khai gãi gãi đầu. Một vị đại tổng quản là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, thay ta xử lý công việc trong tông môn. Còn có một vị đế trận sư đế tôn cảnh tầng thứ nhất, một vị đế đan sư đế tôn cảnh tầng 2. Trong đại điện vang lên một tràng tiếng hít hơi lạnh. Trên vạn thánh phong, ánh mắt mỗi người nhìn Dương Khai giống như gặp quỷ. Tông môn hơn 100 người, có 7 vị đế tôn cảnh trấn giữ đã đủ rung động lòng người rồi. Nhưng lại nghe Dương Khai giới thiệu, trong những đế tôn này lại có một vị đế trận sư, một vị đế đan sư. Điều này sao có khả năng? Cho dù là Thanh Dương thần điện cũng không có đế trận sư và đế đan sư. Nội tình như vậy sợ rằng chỉ có những tông môn đại đế mới có thể có. Còn 3 vị kia thì sao? Cao Tuyết Đình hỏi đến, trong mắt đầy chấn động. Dương Khai nghiêng đầu có chút ngượng ngùng nói. À, 3 vị đó là 3 vị yêu vương. Mọi người nghe nét mặt sửng sốt. Yêu vương còn là 3 người? Chỉ có yêu tộc thực lực có thể so với đế tôn tầng 3 mới có tư cách được xưng là yêu vương. Nói cách khác, bất kỳ một yêu vương nào thực lực cũng không kém so với Ôn Tử Sam, điện chủ Thanh Dương thần điện. Thần điện chính nhờ có Ôn Tử Sam trấn giữ mới có thể xưng là một trong những tông môn đứng đầu của Nam Vực. Vô Hoa Điện, Thiên Vũ Thánh Địa giống như vậy, mỗi nơi có một vị cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3. Nhưng trong Lăng Tiêu Cung của Dương Khai mới thành lập không bao lâu, lại có 3 vị tồn tại cường đại. Nội tình như vậy, chỉ trừ không có đại đế, số lượng đế tôn cảnh ít một chút, đâu có phương diện nào chịu kém so với tông môn đại đế đâu. Một tông môn như vậy, thật nếu phát triển lớn mạnh, trừ tông môn đại đế ra, sợ rằng sẽ áp đảo tất cả thế lực của tinh giới. Trong khiếp sợ, bỗng nhiên Cao Tuyết Đình nghiêm túc nói. Không phải tộc loại của chúng ta
thì tất có dị tâm. Dương Khai, ba vị yêu vương kia, người làm thế nào có thể khống chế được? Bọn họ sao có thể cam tâm nghe hiệu lệnh của ngươi chứ? Ôn Tử Sam cũng nghiêm nghị gật đầu. Không sai, điểm này ngươi nên cẩn thận đi. Dương Khai gật đầu đáp. Đệ tử biết mà. Ngươi không phải là người lỗ mãng, nếu biết thì chúng ta cũng không nói nhiều. Ôn Tử Sam nhẹ gật đầu, bỗng nhiên toét miệng cười nói. Tuy nhiên, từ đó xem ra, Lăng Tiêu Cung của ngươi ngược lại đúng là có tư cách kết làm đồng minh với thần điện rồi. Chỉ có điều, đường xá xa xôi một chút. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đúng rồi, Lăng Tiêu Cung của ngươi nếu có nội tình như vậy, thì cơ nghiệp lựa chọn trú đóng ở nơi nào? Một tông môn phát triển lớn mạnh, có quan hệ mật thiết với nơi trú đóng, không thể nào qua loa. Dạ, đệ tử chiếm đoạt địa bàn của người ta, tù hú chiếm ổ Bồ Tát mà thôi, cho nên cũng không có phiền lòng nhiều về chuyện này. Dương Khai cười hà hà nói. Hả? Cái gì chứ? Ôn Tử Sam nhướng mày. Chiếm đoạt cơ nghiệp của tông môn nào? Tông môn ở Bắc Vực, bổn điện chủ mặc dù không biết nhiều, nhưng mà cũng có nghe nói một ít. Là Vấn Tình Tông. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ôn Tử Sam trở nên vạn phần đặc sắc. Gương mặt ngây ngốc nhìn Dương Khai, ngay cả các trưởng lão cũng đồng loạt há to miệng. Vấn Tình Tông, đương nhiên bọn họ đều biết, là một trong tông môn đứng đầu Bắc Vực. Bàn về địa vị không xê xích bao nhiêu so với địa vị của Thanh Dương Thần Điện ở Nam Vực. Không ngờ Dương Khai chiếm đoạt địa bàn của Vấn Tình Tông, ở nơi đó khai tông lập phái. Nói cách khác, Vấn Tình Tông nhất định là bị diệt môn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Tiêu Cung có nội tình cường đại như thế, tiêu diệt Vấn Tình Tông không phải là không có khả năng. Không tệ, không tệ nha. Cơ nghiệp của Vấn Tình Tông khẳng định là không có tầm thường. Ôn Tử Sam trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, lần đầu phát hiện mình coi thường Dương Khai rồi. Trước kia chị cảm thấy tiểu tử này rất có tiềm chất, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn hắn gia nhập Thanh Dương Thần Điện, rốt cuộc lấy thân phận một đệ tử ký danh. Nhưng mới mấy năm không có gặp, không ngờ tên đệ tử ký danh này là làm ra đại sự kinh thiên động địa. Nếu không phải hai vực cách nhau quá xa, chỉ sợ rằng tin tức này từ lâu đã truyền đến Nam Vực, tiến tới chấn động cả Tinh Vực. Được rồi, không nói lạc đề. Năm ngày sau sẽ cử hành đại điển phong chức, còn có rất nhiều chuyện cần làm. Cao Tuyết Đình đổi chủ đề, nàng không dám hỏi tiếp. Nếu như tiếp tục hỏi, sợ rằng sẽ nghe được tin tức gì làm cho người ta khiếp đảm. Ngay vào lúc này, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên nhướng mày, lấy ra la bàn truyền tin, dò xét một hồi, rồi ngẩng đầu lên nói. Điện chủ à, là Tiêu Vũ Dương tới. Ôn Tử Sam hiếp mắt. Tới thật nhanh. Dương Khai nói. Trên đường đụng trúng lão ta, bất quá bị ta bỏ rơi, hẳn là lão đuổi theo ta đến nơi này. Ôn Tử Sam gật đầu. Ta biết. Tiểu Tuyết Đình dẫn hắn tránh mặt một chút. Cao Tuyết Đình đáp một tiếng, quay sang nói với Dương Khai. Đi theo ta. Dương Khai ôm quyền thi lễ về chư vị trưởng lão, lúc này mới cùng Cao Tuyết Đình bay đi. Tuy rằng hắn không sợ Tiêu Vũ Dương, nhưng lúc này đối mặt với lão ta khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhưng dứt khoát lánh mặt không gặp, ngược lại sẽ cuốn Thanh Dương Thần Điện vào trong vũng nước đục, làm cho Dương Khai có chút áy náy. Không lâu sau, Cao Tuyết Đình dẫn Dương Khai bay tới Tử Trúc Phong, nơi ở của mình. Trên Tử Trúc Phong, mạn mạn trúc tía kéo dài, gió thổi lay động thành âm. Tử Trúc Phong rộng lớn như vậy, trên đỉnh núi chỉ có một dãy nhà, có vẻ vô cùng vắng lạnh. Đây hẳn là có liên quan với tính tình của Cao Tuyết Đình. Chương 2766. Thanh Dương Thần Điện, mỗi một vị trưởng lão đều có linh phong. Tử Trúc Phong này là thuộc về Cao Tuyết Đình. Nếu Dương Khai được phong làm trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, vậy cũng sẽ có đãi ngộ như thế. Tuy nhiên, đại điển phong chức mấy ngày sau mới tổ chức, giờ này Dương Khai cũng chỉ có thể ở tạm mấy ngày trên Tử Trúc Phong. Trên đỉnh núi vắng lạnh, ngay cả thị nữ cũng không có.
Cao Tuyết Đình sắp xếp cho Dương Khai ngủ ở khách điện một bên ngọn núi. Sau khi dặn dò hắn không nên chạy loạn lung tung, liền xoay người rời đi. Cao trưởng lão! Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng gọi nàng. Cao Tuyết Đình ngoái đầu nhìn. Đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ Cao trưởng lão hỗ trợ a. Dương Khai nghiêm nghị nói. Nhờ chuyện gì? Đệ tử muốn vào Thần Du Kính một chuyến. Vào Thần Du Kính sao? Cao Tuyết Đình nhướng mày. Để làm gì? Thần Du Kính chính là cơ mật lớn nhất của Thanh Dương Thần Điện. Năm xưa Dương Khai có thể đi vào thế giới Thần Du Kính cũng bởi vì hắn lập được công trạng mang về mấy cái tin ấn cho Thần Điện. Tuy rằng giờ này Dương Khai coi như sắp làm trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, có tư cách đi vào Thần Du Kính, nhưng chuyện này không thể nào qua loa. Cao Tuyết Đình tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Dương Khai trầm ngâm một chút, cũng không có che giấu, liền nói ra ước định với Thiên Diễn. Cao Tuyết Đình giật mình nói, lần trước bên trong Thần Du Kính ngươi lại gặp được vị tiền bối kia sao? Còn lập ước định với ông ta? Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Lúc đó chỉ là thuận miệng nói, chuyện qua nhiều năm cũng nên phúc đáp cho người ta. Cao Tuyết Đình hơi thất thần. Ta trước đã nghe điện chủ nói trong thế giới Thần Du Kính có một vị cao nhân. Ta cũng ra vào Thần Du Kính nhiều lần, nhưng một mực vô duyên không có gặp được. Không nghĩ tới người lại có phúc phận này. Nếu đã có ước định, quả thật nên đi vào. Chỉ là sinh thân đan không phải dễ dàng tìm được đâu. Sinh thân đan đã có rồi. Dương Khai mỉm cười. Cao Tuyết Đình sắc mặt rung lên. Là thật sao? Dương Khai cười nói, vật liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ. Ít ngày nữa vị đế đan sư của Lăng Tiêu Cung ta có thể luyện chế được sinh thân đan. Nắm chắc được bao nhiêu thành? Cao Tuyết Đình có chút khẩn trương hỏi. Sinh thân đan tuy là lần đầu tiên nàng nghe nói, nhưng cũng biết thứ này tuyệt đối không phải dễ dàng luyện chế như vậy. Cho dù là đế đan sư tự mình ra tay cũng không thể đảm bảo xác suất thành công 100%. Quên nói cho Cao trưởng lão biết, vị đế đan sư của Lăng Tiêu Cung chính là ngũ đệ tử dưới trướng của Diệu Đan Đại Đế. Cao Tuyết Đình nhất thời ngẩn ra, một hồi lâu sau mới giật mình nói, người dám lôi kéo đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế làm luyện đan sư cho tông môn mình ư? Lá gan cũng quá lớn rồi. Vốn Lăng Tiêu Cung của Dương Khai có một vị đế đan sư đã đủ cho người ta khiếp sợ rồi, không nghĩ tới vị đế đan sư này lai lịch lại lớn như vậy. Đây là ngũ đệ tử dưới trướng của Diệu Đan Đại Đế, dù là các đế tôn tầng 3 gặp sợ rằng cũng phải một mực cung kính. Cao Tuyết Đình càng nghĩ không ra chuyện như vậy Diệu Đan Đại Đế như thế nào chịu đáp ứng. Tuy nhiên nếu là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế ra tay thì luyện chế sinh thân đan sẽ không có khả năng thất bại. Nếu là ngày thường người muốn vào Thần Du Kính không tính là chuyện khó, chỉ là giờ này... Cao Tuyết Đình bỗng nhiên nhíu mày. Giờ này thì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Cao Tuyết Đình nói, ngươi cũng không phải là người ngoài, nói cho ngươi biết cũng không sao. Giờ này Thần Du Kính đang có người sử dụng rồi, không được tùy tiện quấy nhiễu. Bây giờ ngươi muốn vào Thần Du Kính sợ là có chút khó khăn. Dương Khai đầy mặt ngạc nhiên. Trước hắn nhìn thấy người trong Vạn Thánh Phong gần như bao gồm tất cả cao tầng của Thanh Dương Thần Điện. Còn có ai đang sử dụng Thần Du Kính? Hơn nữa không ngờ không được quấy nhiễu. Dường như người sử dụng Thần Du Kính thân phận không tầm thường. Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Thanh Dương Thần Điện có người như thế. Chuyện này để ta nói với điện chủ một tiếng, xem có thể tìm ra biện pháp vẹn toàn đôi bên hay không. Nếu đích thật không được, người hãy chờ thêm một đoạn thời gian đi. Dù sao ngươi ước định với vị tiền bối kia cũng đã nhiều năm rồi, mà trên tay ngươi bây giờ cũng không có sẵn sinh thân đan. Được rồi. Dương Khai gật đầu. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể như thế thôi. Lại hỏi thăm tình huống của Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu, biết được hai người sau khi từ Toái Tinh Hải về luôn luôn bế quan, đến nay còn chưa có dấu hiệu xuất quan. Dương Khai cũng bỏ ý định đi tìm bọn hắn ôn chuyện xưa. Hai người bọn hắn cũng là đệ tử hạch tâm của Thanh Dương Thần Điện,
là tài năng lương đống tương lai, chỉ có điều kém một chút so với Hạ Sanh. Hạ Sanh có thể đột phá gông cùng xiềng xích trong Toái Tinh Hải, tấn thăng đế tôn. Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu không có cơ duyên này, nhưng mà trong Toái Tinh Hải, bọn họ cũng có thu hoạch không ít. Lần này bế quan cũng là ôm lòng không đột phá đế tôn cảnh thì tuyệt đối không xuất quan. Cao Tuyết Đình rời đi, Dương Khai ngồi xếp bằng, phất tay một cái, một cái rương lớn liền xuất hiện ngay trước mặt. Phi Hồng mặc long giáp, bảo giáp trung phẩm cấp đế đấu giá được trên hội đấu giá của Tử Nguyên Thương Hội. Dương Khai cũng chưa có thời gian nhìn xem, thẳng đến lúc này mới lấy ra. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bảo giáp trong rương, bất chợt từ trong rương truyền ra tiếng gầm giận dữ, rồi trong bảo giáp nhanh chóng tràn ra hắc khí, hóa thành hư ảnh mặt dao che phủ trên rương, trợn trừng cặp mắt to lớn như chuông đồng nhìn Dương Khai. Dương Khai nhìn hư ảnh mặt dao, toét miệng cười. Phi Hồng mặt long giáp theo Tử Nguyên Thương Hội giới thiệu là dùng da của mặt dao luyện chế thành. Mặt dao vô cùng hiếm có, dùng làm phòng ngự, lực lượng cường hãn mà trứ danh. Lúc luyện chế hẳn là sáp nhập vào nội đan của mặt dao, cho nên lúc này mới có thần hồn của mặt dao xuất hiện. Nói cách khác, Phi Hồng mặt long giáp dường như còn có khí linh tồn tại. Loại bí bảo dùng vật liệu thân thể của yêu thú cường đại luyện chế thành, có thể dung hợp hoàn mỹ với thần hồn trong bản thân nội đan. Điểm này Tử Nguyên Thương Hội không nói ra, Dương Khai đoán chừng sợ ảnh hưởng đến giá trị của bảo giáp trong lòng người đấu giá. Tuy rằng bí bảo có khí linh tồn tại giá trị cao hơn rất nhiều, nhưng cũng phải nhìn xem là dạng khí linh gì. Khí linh của Phi Hồng mặt long giáp là thần hồn của mặt dao. Mặt dao tuy là dao, lại có huyết mạch của long tộc, khí linh như vậy không phải người bình thường có thể hàng phục. Giống như lúc này Dương Khai vừa chạm vào Phi Hồng mặt long giáp, khí linh thần hồn của mặt dao liền đột ngột hiện thân. Nếu không luyện hóa khí linh để cho khí linh này nhận chủ thì hoàn toàn không có khả năng phát huy ra công hiệu của bảo giáp. Khí linh mặt dao to lớn gần như ngưng tụ thành thực chất. Ảnh ngược của Dương Khai trong cặp mắt nó nhỏ bé giống như con kiến bình thường. Nhưng ngay sau đó, trong cơ thể con kiến này lại truyền đến một tiếng long ngâm đầy áp lực mà vang vọng. Ánh sáng vàng rực rỡ, lực lượng căn nguyên kim thánh long chợt tràn ra. Bỗng nhiên, sau đầu của Dương Khai nổi lên cự long màu vàng, còn khổng lồ hơn so với khí linh mặt dao. Khí linh mặt dao vốn là vật chết, không hề có thần trí, nhưng lại toát ra sợ hãi. Đầu đang ngẩng cao, liền hạ thấp xuống. Khi tức kim thánh long càng thịnh, mặt dao kia không tự chủ, chui thẳng vào trong rương. Lực áp chế của huyết mạch long tộc là một loại hiện tượng kỳ lạ mà thần kỳ. Bất kỳ chủng tộc nào khác đều không thể tưởng tượng sự kinh khủng của áp chế này. Giống như Lệ Dao là đế tôn cảnh tầng 3, nhưng khi đối mặt với chút tình không nảy sinh được mảy may ý phản kháng. Phàm là tồn tại dính vào huyết mạch long tộc, đồng thời khi lấy được lực lượng cường đại, cũng không tránh khỏi trên lưng phải đeo gông cùm xiềng xích không thể phai mờ này. Đổi thành đế tôn cảnh tầng 3 khác, cho dù chút tình có thể thắng, cũng không thể thắng quá thoải mái. Nhưng nếu nàng đối mặt với Lệ Dao là có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Sợ rồi sao? Dương Khai cười gằn không dứt như tiểu nhân đắc chí, nhìn chăm chăm khí linh mặt dao. Nếu sợ rồi thì bò trở lại cho ta sử dụng, nếu không coi chừng ta diệt thần hồn người. Cũng không biết khí linh mặt dao có nghe hiểu không. Dù sao Dương Khai vừa nói dứt lời, khí linh mặt dao thật sự rụt trở về, hắc khí nồng đậm tan hết, lần nữa sáp nhập vào trong bảo giáp. Cùng lúc này trên Vạn Thánh Phong, Ôn Tử Sam cầm đầu, các cao tầng của Thanh Dương Thần Điện nghiêm nghị chờ đợi. Hai luồng sáng cấp tốc bay tới, hạ xuống trước mặt mọi người, lộ ra thân ảnh cha con Tiêu Vũ Dương Tiêu Thần. Tiêu Thần ra mắt Ôn Điện Chủ, ra mắt chư vị tiền bối. Tiêu Thần ôm quyền thi lễ. Hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, đối mặt với người cùng thế hệ luôn trong dáng vẻ bề vệ lớn lối, nhưng dù sao gia giáo không có tệ, ở trường hợp này cũng không đánh mất lễ tiết. Ôn Tử Sam mỉm cười gật đầu. Tiêu công tử nhọc lòng rồi. Rồi lại ôm quyền hướng về Tiêu Vũ Dương. Tiêu huynh đã lâu không gặp.
Ôn điện chủ. Tiêu Vũ Dương nghiêm túc đáp, lão tuy là người của Tinh Thần Cung, đồng dạng cũng là đế tôn tầng 3, nhưng đối mặt với Ôn Tử Sam, người chủ của một điện này, nên không dám có chút khinh thường. Không đợi Tiêu Vũ Dương mở miệng, Ôn Tử Sam cướp lời. Tiêu huynh tới thật là đúng lúc, trùng hợp gặp lúc thần điện ta sắp có chuyện vui. Tiêu huynh nhất định phải ở lại thần điện ta làm khách mấy ngày. Chuyện vui ư? Tiêu Vũ Dương nhướng mày. Chuyện vui gì? Ôn Tử Sam đáp. Là như vậy, thần điện ta chuẩn bị 5 ngày sau sẽ phong chức một trưởng lão. Nếu Tiêu huynh không chê, hãy lưu lại uống chén rượu mừng. Tiêu Vũ Dương nghe mị mắt hiếp, thản nhiên nói. Ôn điện chủ, theo bổn tọa biết, trong mấy vị đệ tử hạch tâm của quý điện, Hà Sanh đã sớm tấn thăng đế tôn, đã đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Mấy vị khác đều đang trong bế quan, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Vậy người sắp phong này sẽ không phải là người ta nghĩ kỳ chứ? Ôn Tử Sam làm ra vẻ nghi hoặc. Hả? Tiêu huynh, người nghĩ tới ai? Tiêu Vũ Dương gằn từng chữ một. Dương Khai. Ôn Tử Sam làm như ngạc nhiên. Ôi trời ơi, Tiêu huynh thật là thần cơ diệu toán, ngay cả chuyện này đều có thể đoán ra, bội phục bội phục. Tiêu Vũ Dương gầm lên. Ôn điện chủ. Nhìn dáng vẻ hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ của Ôn Tử Sam, Tiêu Vũ Dương giận không có chỗ phát tiết. Ôn Tử Sam cười ha ha. Tiêu huynh hẳn không phải là đã sớm đoán trước được chuyện này, cho nên đến trước chúc mừng chứ? Vậy đúng là có lòng. Tiêu Vũ Dương trên trán nổi gân xanh, trầm giọng nói. Ôn huynh, huynh và ta quen biết nhiều năm, Tiêu mỗ khuyên huynh một câu, chớ có nhóm lửa tự đốt mình. Ôn Tử Sam không khỏi cười híp mắt đáp. Ai, Tiêu huynh, huynh nói lời này ta nghe không có hiểu. Thần điện ta chỉ là phong chức một trưởng lão, như thế nào là nhóm lửa tự đốt mình? Tiêu Vũ Dương nhìn Ôn Tử Sam, ánh mắt đe dọa. Tiểu tử kia giết Đàm Quân Hạo và Vũ Minh, chuyện này đừng nói Ôn điện chủ không có biết. Ôn Tử Sam kinh hãi. Không phải chứ, Đàm Quân Hạo chính là đế tôn tầng 3, mà Vũ Minh là đế tôn tầng 2, Dương Khai mới chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, như thế nào giết được bọn họ? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Có phải có chỗ nào sai lầm rồi không? Tiêu Vũ Dương cười lạnh một tiếng đáp. Hơn 20 vị đế tôn của các tông môn Nam Vực cùng chỉ ra và xác nhận, chuyện này còn có thể sai lầm hay sao? Chương 2767. Ôn Tử Sam nói. Không biết hơn 20 vị đế tôn cảnh đó còn xác nhận điều gì? Tiêu Vũ Dương nhíu mày, im lặng một hồi sau đó đáp. Đàm Quân Hạo dùng thuật cổ trùng khống chế bọn hắn đối địch cùng với Dương Khai. Đáng tiếc, tính hết mưu kế là bị Dương Khai giết. Vũ Minh giúp giặc làm bậy cũng chết ngay tại trận. Đàm Quân Hạo là làm ra chuyện như thế, thủ đoạn đê tiện, phá hỏng danh dự của thần cung, thật là chết không đáng tiếc. Ôn Tử Sam nghe thì nghiêm mặt nói, nhìn thẳng vào mặt của Tiêu Vũ Dương. Nói như vậy, Dương Khai coi như là thanh lý môn hộ giúp cho Tinh Thần Cung. Tinh Thần Cung nên cảm kích hắn mới đúng. Tiêu huynh đi lần này không phải vì cảm ơn Dương Khai chứ? Nếu vậy thì không cần đâu. Dương trưởng lão làm vậy coi như trừ hại giúp cho dân, là bổn phận hiệp khách. Thần cung đúng là quá khách khí. Tiêu Vũ Dương thở phào, trầm giọng nói. Ôn điện chủ, Đàm Quân Hạo là trưởng lão của thần cung, còn là đế tôn tầng 3. Hắn chết không phải chuyện nhỏ, liên quan đến thể diện của thần cung. Ôn Tử Sam mỉm cười nói. Đương nhiên là chuyện lớn rồi, nhưng có tới hơn 20 vị đế tôn làm chứng, không lẽ còn chưa nói rõ ràng được sao? Tiêu Vũ Dương lắc đầu. Chỉ sợ Dương Khai cần phải cùng ta đi thần cung một chuyến. Ôn Tử Sam toát ra khó xử. Vậy thì e rằng không được rồi. Hiện nay Dương Khai coi như trưởng lão của thần điện ta, mấy ngày nữa sẽ tiến hành đại điển sắc phong. Nếu hắn bị ngươi đưa đi, vậy thần điện ta còn không bị người thiên hạ nhào báng sao? Thần cung cần thể diện, thần điện của ta cũng phải cần thể diện chứ. Tiêu Vũ Dương nói. Ôn điện chủ cũng nói, đại điển sắc phong còn mấy ngày, hiện nay Dương Khai còn chưa tính là trưởng lão của Thanh Dương thần điện. Ai nói?
Ôn Tử Sam mỉm cười. Tiểu Thiến Thiến. Trần Thiến không nói, vung tay đánh ra trăm đạo phù tín, hóa thành ánh sáng bay đi khắp mọi hướng, trong nháy mắt không thấy bóng, sau đó chắp tay. Điện chủ à, thuộc hạ đã báo chuyện 5 ngày sau cử hành đại điển sắc phong cho các tông môn gia tộc ở Nam Vực rồi. Được. Ôn Tử Sam gật đầu, sắc mặt của Tiêu Vũ Dương xa xầm. Ôn Tử Sam, người có biết làm như vậy thì có hậu quả gì không? Sắc mặt của Ôn Tử Sam lập tức ngưng trọng. Dương Khai là người của thần điện ta, cho dù thần cung muốn dẫn đi cũng phải trải qua thần điện ta đồng ý. Tiêu Vũ Dương khẽ thở dài, cũng vung tay đánh ra một đạo phù tín. Ta đã báo chuyện này lên đại đế, xử lý cụ thể ra sao đại đế sẽ quyết định. Ôn Tử Sam rõ ràng muốn dùng lực lượng tông môn che chở cho Dương Khai, dù hắn xé mặt với Ôn Tử Sam sợ là cũng không cướp được Dương Khai đi, bởi vậy đành phải báo tin này lên, yên lặng chờ tin. Biểu tình của Ôn Tử Sam rốt cuộc cũng biến đổi, nhưng mà vẫn mỉm cười nói, đại đế anh minh, tự nhiên sẽ có cách giải quyết công bằng. Người tới là khách, không bằng Tiêu huynh ở lại thần điện ta vài ngày. Vậy cũng được, làm phiền rồi. Tiêu Vũ Dương gật đầu. Mời. Trong thiên điện của Tử Trúc Phong, tiếng nổ bùng bùng. Mặt long giáp đen kịt khoác lên trên người, Dương Khai được tăng thêm một cổ uy vũ. Căn nguyên kim thánh long xuất hiện uy hiếp. Dương Khai phát hiện luyện hóa phi hồng mặt long giáp đơn giản bất ngờ, còn thoải mái hơn cả bí bảo cấp đạo nguyên bình thường. Hiện nay mặc vào rất là vừa người, hơn nữa rất co giãn, dù cho thi triển bí thuật long hóa cũng sẽ không lo làm hư. Chỗ làm cho Dương Khai không hài lòng là phần eo của bảo giáp này bị khuyết, bí bảo cấp đế trung phẩm bị giảm đi một bậc, chỉ phát huy được uy năng cấp đế hạ phẩm, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dương Khai mua bảo giáp này vốn không phải vì phòng ngự, mà là muốn làm vật che giấu khi long hóa. Mặc kệ là cấp đế trung phẩm hay hạ phẩm cũng không khác nhau là mấy đối với Dương Khai. Tuy nhiên, tạo hình bảo giáp này vẫn làm cho Dương Khai rất hài lòng. Mặc vào người nhẹ như không, phủ lên một lớp áo, căn bản không nhìn ra gì. Xem xét một hồi, Dương Khai mới ngồi xuống tiếp tục luyện hóa phi hồng mặt long giáp. Tử Trúc Phong dù linh khí tràn đầy, nhưng nơi này vắng vẻ, rất ít người lui tới. Cao Tuyết Đình cũng đến mấy lần, nhưng thấy Dương Khai luôn bế quan nên không quấy rầy. Thời gian thoáng cái là 5 ngày sau. Vào sáng sớm, Cao Tuyết Đình đẩy cửa đi vào, kinh động Dương Khai nhìn lên. Chỉ thấy theo lệnh của Cao Tuyết Đình, một đám 4-5 cô gái nối đuôi nhau vào, nhìn cách ăn mặc hẳn là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Đứng lên đi. Cao Tuyết Đình gọi Dương Khai. Dương Khai đứng lên khó hiểu. Làm gì? Cao Tuyết Đình ra hiệu cho các nữ đệ tử làm việc, vừa giải thích cho Dương Khai. Trang điểm cho ngươi một chút, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Dương Khai cười xì. Nói như kiểu ta sắp thành hôn. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Cao Tuyết Đình, nụ cười cũng nghẹn trở vào, ngoan ngoãn nghe Cao Tuyết Đình an bài. Ngồi vào ghế, lập tức có nữ tử đi ra sau chải tóc cho hắn, động tác nhẹ nhàng. Còn một nữ đệ tử thì cúi người phía trước, cẩn thận dọn dẹp chòm râu. Cao Tuyết Đình đứng một bên, giảng giải trình tự cùng những điều cần chú ý cho sắc phong ngày hôm nay. Dương Khai ngạc nhiên. Không phải là trưởng lão khách khanh thôi sao? Làm gì mà trận thế lớn như vậy? Hắn nghĩ rằng chỉ là tùy tiện làm cho có là được, nhưng nhìn kiểu này hình như không đúng. Người đừng có để ý, dù sao ngoan ngoãn phối hợp là được. Cao Tuyết Đình căn dặn. Dương Khai ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên chờ, nhắm mắt dưỡng thần, ghi nhớ những lời Cao Tuyết Đình nói. Các nữ đệ tử vây quanh hầu hạ Dương Khai, có lúc lén liếc nhìn đều chật chật lấy làm kỳ. Thần điện đột nhiên muốn sắc phong một vị trưởng lão, làm những đệ tử các nàng cũng rất bất ngờ. Nhất là nghe nói vị trưởng lão mới này có độ tuổi gần bằng đại sư huynh Hà Sanh, là càng làm thêm tò mò. Dù sao Hà Sanh danh tiếng vang dội không kém ở thần điện, có không biết bao nhiêu nữ đệ tử ái mộ hắn. Hiện nay nhìn Dương Khai có vẻ không kém Hà Sanh,
thậm chí càng oai hùng hơn người. Ở gần bên hầu hạ, làm cho các nữ đệ tử tim đập như hươu chạy, mơ mộng liên miên. Giày vò chừng một canh giờ, đuổi các nữ đệ tử đi rồi, Cao Tuyết Đình bảo Dương Khai đứng lên xoay vài vòng, xem một hồi rồi mới hơi gật đầu. Dương Khai mặc trường bào màu tím, bớt đi một tia tuổi trẻ, thêm một phần trầm ổn, thêm mới có chút dáng vẻ của trưởng lão. Đi thôi. Cao Tuyết Đình vung tay dẫn đầu bay đi trước, Dương Khai theo sau. Vốn còn muốn dặn dò Dương Khai đừng quá căng thẳng, nhưng thần niệm tra xét lại thấy Dương Khai thản nhiên như không, căn bản không có vẻ gì lo lắng. Cao Tuyết Đình cũng lười dặn dò, trong lòng hiểu được những năm qua Dương Khai gặp không ít tràng cảnh lớn. Đại điển sắc phong dù không kém, nhưng còn chưa đủ rung động tâm thần hắn. Vạn Thánh Phong, dòng người đông đảo, các khách mời được an bài ở hai bên quảng trường. Theo thân phận tu vi xếp hàng ngồi không đông lắm, chỉ hơn 200 người, nhưng bọn họ là đại biểu cho toàn bộ thế lực tông môn của Nam Vực. Các đệ tử Thanh Dương Thần Điện đi qua lại, không ngừng chạy giữa các hàng ghế, không ngừng rót rượu, dâng lên các món ngon quý hiếm, tiên tư ngọc dịch. Các đế tôn cảnh quen nhau thì cùng ly, rất là náo nhiệt. Đông đảo cường giả hội tụ một chỗ, thật là cảnh tượng khó thấy. Lúc trước, Hạ Sanh được sắc phong làm trưởng lão của thần điện cũng không có phô trương lớn như vậy. Khi đó, thần điện phát phụ tính cho các thế lực lớn thông báo chuyện này mà thôi. Đến lượt Dương Khai, lạnh lầm lớn đến cả Nam Vực đều biết, còn là vì thời gian gấp rút, không thì khách mời sẽ càng đông hơn. Tiêu Vũ Dương cùng Tiêu Thần ngồi chung một bàn, ở hàng đầu tiên. Thân là trưởng lão của Tinh Thần Cung, còn là đế tôn cảnh tầng 3, tự nhiên có người đến mời rượu. Nhưng mà Tiêu Vũ Dương tùy tiện đối phó vài người, sau đó liền nhắm mắt, làm cho những người khác cũng ngại đi qua, không ai dám có phê bình gì. Đột nhiên, ba tiếng chiên trống, toàn trường yên tĩnh, khách khứa qua lại cũng vội vàng quay trở về ghế ngồi. Các ánh mắt đều tập trung về một hướng. Bên đó hai đội võ giả bay tới, một đội nam, một đội nữ. Nam nhân phong thần tuấn lãng, anh tuấn bất phàm, nữ thì mi mắt như vẽ, thanh tú thoát tục, đều mặc áo trắng, mỗi người tu vi đạo nguyên cảnh, khí tức tinh thuần hùng hồn. Hai đội nam nữ mở đường, đằng sau là một chiếc lâu thuyền tinh xảo chạy tới. Trên tàu, Dương Khai chắp hai tay mà đứng, ngược gió thổi tới, tóc dài tung bay, cảm giác như đạp gió mà đi. Cao Tuyết Đình đứng sau Dương Khai, thần sắc trang nghiêm. Đáp xuống Vạn Thánh Phong, hai đội nam nữ lập tức dạt sang hai bên. Lâu thuyền dừng, Dương Khai cùng Cao Tuyết Đình bay xuống. Thoáng cái, vô số ánh mắt nhìn về Dương Khai, đều tò mò đánh giá hắn. Một người tên Dương Khai giết trưởng lão cùng chấp sự của Tinh Thần Cung. Chuyện này truyền bá xôn xao khắp Nam Vực trong những ngày gần đây. Người không biết, lúc này cũng biết. Mà người này là vai chính trong đại điển sắc phong Thanh Dương Thần Điện ngày hôm nay. Người không biết Dương Khai thì tự nhiên tò mò. Rốt cuộc là hạng người to gan lớn mật nào dám ra tay với trưởng lão của Tinh Thần Cung. Vừa nhìn, phát hiện Dương Khai chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, không khỏi tác ra thất vọng, thầm cảm thấy lời đồn bậy bạ. Tu vi như vậy làm sao giết được Đàm Quân Hạo, chỉ sợ một chiêu của Đàm Quân Hạo cũng không có đỡ được. Cũng có người cẩn thận nhìn lại Tiêu Vũ Dương. Hiện nay Tiêu Vũ Dương cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, mọi người tự nhiên hiếu kỳ hắn nhìn thấy Dương Khai sẽ có phản ứng gì. Nhưng làm cho mọi người thất vọng là Tiêu Vũ Dương vẫn nhắm mắt không nói một lời. Thanh Dương Thần Điện làm gì thế này? Sắc phong một kẻ giết trưởng lão của Tinh Thần Cung làm trưởng lão, vậy không phải tự gánh rắc rối hay sao? Rất nhiều người đều không có hiểu được. Quy trình đại điển sắc phong cũng không phức tạp, dù sao mọi người đều là võ giả, khoái ý ân cừu cũng không có nhiều, lễ nghi phức tạp như vậy. Dương Khai theo Cao Tuyết Đình chỉ dẫn từng bước đi tới, coi như không thấy những ánh mắt tò mò hai bên, đi thẳng đến trước mặt của Ôn Tử Sam. Ôn Tử Sam mặt mỉm cười, giơ ngón tay từ xa chỉ lên đỉnh đầu của Dương Khai, rồi lớn tiếng hô, nhấn từng chữ một, tuyên đọc quyền lợi cùng nghĩa vụ của Dương Khai sau khi trở thành trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Chương
2768. Chừng nửa canh giờ, Ôn Tử Sam mới đọc xong, thu tay nhìn sang Dương Khai hỏi: "Bổn tọa đã nói, người có ghi nhớ không?" Dương Khai nghiêm nghị đáp: "Dạ, nhớ rõ." "Tốt." Ôn Tử Sam gật đầu hài lòng, vung tay ra hiệu cho mặt sau. Trần Thiến bên cạnh liền cầm một vật đưa vào tay của Ôn Tử Sam: "Nhận trưởng lão Ngọc Điệp, từ nay về sau ngươi là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện ta, cùng tiến cùng lùi, cùng sống cùng chết với thần điện." "Cẩn tuân lệnh của điện chủ." Dương Khai giơ cao hai tay nhận lấy trưởng lão Ngọc Điệp, sau đó đưa Thanh Dương Kim Lệnh trả cho Ôn Tử Sam. Từ lúc này, Dương Khai chính là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Ngọc Điệp không lớn cũng rất nhẹ, nhưng đặt trong tay Dương Khai lại có cảm giác nặng nề. Nặng nề là các vị trưởng bối Thanh Dương Thần Điện quan tâm che chở cho mình. Tiếng thu rống vang tận mây xanh. Nhìn lại, Cự Nhiễm Ngự Không bay tới, trong tay cầm một cái lồng giam. Bên trong là một con mãnh thú uy phong lẫm liệt, là yêu thú hình vượng, lưng sáng vàng chói lọi như đúc bằng vàng. Dù bị nhốt trong lồng, người bị cấm chế vẫn tỏa ra lệ khí ngập trời, không ngừng đụng vào lồng giam, nhưng vẫn không thể thoát ra, không ngừng rống giận. "Là Kim Bối Thông Thiên Viên!" Có người kinh hô. Trên quảng trường, rất nhiều đế tôn đều biến sắc. Sắc phong trưởng lão, tế thiên là nghi thức cuối, cũng là để trưởng lão mới thể hiện bí thuật thần thông ở trước mặt mọi người, cho mọi người thấy thực lực của trưởng lão mới. Bình thường trong phân đoạn này sẽ lựa chọn dùng yêu thú không mạnh không yếu. Quá mạnh thì lỡ như không thành công sẽ bị người ta chê cười, quá yếu lại không thể hiện được bản lĩnh của trưởng lão mới. Mà lần này Thanh Dương Thần Điện chọn lựa yêu thú hung danh hiển hách như Kim Bối Thông Thiên Viên, thật làm cho người ta bất ngờ. Kim Bối Thông Thiên Viên dù là yêu thú bậc 12 hạ phẩm, chỉ ngang với đế tôn tầng thứ nhất, nhưng nếu thật sự đụng tới loại yêu thú này, đế tôn tầng thứ nhất cơ bản chỉ có thể nghe tiếng là bỏ chạy rồi. Bởi vì lực phòng ngự của yêu thú này là vô cùng kinh người, sức phục hồi cũng rất mạnh. Đế tôn tầng thứ nhất bình thường muốn giết chết nó, như thế nào cũng phải liều mạng, còn chưa chắc đã thành công. Dương Khai nhìn thế nào cũng chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Nếu thật sự đối đầu cùng Kim Bối Thông Thiên Viên, có thể hoàn thành thuận lợi giai đoạn tế thiên hay sao? Không ít người thầm nghĩ, chỉ sợ Dương Khai xảy tay sẽ thành trò cười cho Thanh Dương Thần Điện. Vậy chuyện này sẽ không thể nào kết thúc. Tuy nhiên, cũng có người suy đoán, yêu thú này hẳn là bị hạn chế thực lực, để cho Dương Khai đánh chết dễ dàng. Trong lúc mọi người thắc mắc, Ôn Tử Sam gật đầu với Cự Nhiễm. Cự Nhiễm đánh ra mấy ấn pháp, lập tức rút bỏ lồng giam Kim Bối Thông Thiên Viên. Ánh sáng lóe lên, lực cấm chế cũng bị cởi bỏ. Hùng sát khí khủng bố ầm ầm tuôn trào. Vừa thoát ra, Kim Bối Thông Thiên Viên như hổ về rừng, rồng về biển, khí tức bùng lên, hai tay đấm ngực phát ra tiếng thùng thùng, mắt đỏ sẫm quét nhìn xung quanh. Không ít người thần sắc cả kinh, trong lòng kinh hãi. Kim Bối Thông Thiên Viên hoàn toàn mất đi trói buộc, hơn nữa đang nổi giận, chỉ sợ sẽ phát huy vượt xa bình thường. Lần này đế tôn cảnh tầng thứ nhất hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có đế tôn tầng 2 mới áp chế được một chút. Thanh Dương Thần Điện đang làm gì? Ôn Tử Sam tinh minh một đời, sao lại hồ đồ vào lúc này? Giai đoạn tế thiên xảy ra sơ suất, chẳng phải muốn để người trong thiên hạ cười đùa sao? Kiếm quang chợt lóe, Dương Khai đã bay lên. Ở Tử Trúc Phong, Cao Tuyết Đình đã nói rõ cho hắn các giai đoạn. Giai đoạn tế thiên này phải làm gì? Hắn cũng biết, chỉ là một con yêu thú bậc 12 hạ phẩm, hắn còn không coi ra gì. Tế ra Bách Vạn Kiếm, chỉ về Kim Bối Thông Thiên Viên đằng xa, sát khí khóa giặc người yêu thú này. Chợt có cảm ứng, bị sát khí của Dương Khai kích thích, Kim Bối Thông Thiên Viên lập tức quay đầu nhìn, yêu khí sôi trào, gầm lên đánh về Dương Khai, muốn xé xác hắn ra. Ngay vào lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo ánh sáng từ xa bắn tới, nhanh như tia chớp xuyên qua người Kim Bối Thông Thiên Viên, trực tiếp đánh tới trước mặt của Dương Khai. Là kẻ nào? Ôn Tử Sam quát, muốn cứu nhưng đã trễ rồi.
Chỉ nghe một tiếng đinh đàng, bách vạn kiếm trong tay Dương Khai chợt lóe, người văng ra sau, lưu lại chừng 30 trượng thì mới dừng, sắc mặt chợt trắng, phun ra một ngụm máu. Cho đến lúc này, Ôn Tử Sam mới đứng chặn trước ánh sáng. Cao Tuyết Đình trong nháy mắt cũng đến cạnh Dương Khai, che trước người hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn người tới. Tiếng nổ trầm thấp, kim bối thông thiên viên vừa nãy còn hung dữ, không ngờ lại nổ thành xương máu, tan tác giữa không trung, không còn thây cốt. Mọi người đều ngây người, đồng loạt đứng lên. Không ai ngờ, vào giai đoạn nghi thức tế thiên, rốt cuộc lại có người đi ra phá rối. Hơn nữa, lập tức giết vật tế thiên. Không chỉ như vậy, còn làm bị thương vai chính ngày hôm nay. Đây là đánh vào mặt của Thanh Dương Thần Điện ngay trước mặt mọi người. Chuyện này làm sao mà chấp nhận đây? Nhưng có thể một chiêu đánh yêu thú bậc 12 kim bối thông thiên viên thành xương máu. Tu vi này cũng kinh hãi lòng người. Ở đây, nhiều đế tôn cảnh như vậy, làm được trình độ này cũng không quá ba người. Rốt cuộc là ai to gan lớn mật, dám làm như vậy? Nhìn kỹ, mọi người không khỏi ngẩn ra, bất chợt hiểu được, mơ hồ cảm giác đại điển sắc phong hôm nay chỉ sợ không thể nào hoàn thành. Tiết trưởng lão, Ôn Tưởng Sam ánh mắt co rút, nhìn thẳng vào người tới, giọng trầm thấp, sắc mặt khó coi. Người tới là Tiết Chính Mậu, trưởng lão của Tinh Thần Cung. Đây là điều hắn không có dự liệu được. Dù sao Tiêu Vũ Dương đã ở đây, đều là trưởng lão Tinh Thần Cung, một người tới là đủ rồi. Tiết Chính Mậu chạy tới làm gì? Hơn nữa vừa tới đã làm loạn, còn dưới trường hợp này không hề nể mặt Thanh Dương Thần Điện. Nói rồi liếc sang Tiêu Vũ Dương, lại thấy Tiêu Vũ Dương nhíu mày, tự hồ không biết chuyện này. Ôn Điện Chủ, Tiết Chính Mậu nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lướt qua Ôn Tử Sam, rơi vào trên người của Dương Khai. Người chính là Dương Khai, đỡ một đòn của lão phu mà không sao, coi như rất khá. Nhưng mà theo lão phu đi một chuyến. Nói rồi trực tiếp vươn tay chộp về Dương Khai. Ôn Tử Sam giận dữ, vươn tay đánh một chưởng về Tiết Chính Mậu. To gan! Tiết Chính Mậu quát to, biến chụp thành chưởng, một chọi một với Ôn Tử Sam. Sóng khí quét ngang, hư không sụp đổ, hai bên đều lùi ba bước, coi như ngang tay. Tiết trưởng lão, bổn tòa kính ngươi là khách, nhưng vừa đến là muốn bắt trưởng lão của thần điện ta. Chuyện này có nói với ta chưa? Ôn Tử Sam hừ lạnh. Tiết Chính Mậu nói, trưởng lão thần điện ngươi sao? Ôn Tử Sam, ngươi quả thật càng sống càng lùi bước. Tiểu tử này gây họa lớn ra sao? Chẳng lẽ ngươi còn không biết, lại dám che chở hắn? Ngươi không để ý cơ nghiệp Thanh Dương thần điện này hay sao? Không biết Dương trưởng lão gây ra tai họa gì, làm cho Tiết trưởng lão tức giận như vậy. Bổn tọa là muốn thỉnh giáo rõ ràng. Ôn Tử Sam không hề lui bước. Ta không muốn tranh cãi với ngươi. Hôm nay ta nhất định phải mang tên Dương Khai này đi. Tiết Chính Mậu hừ lạnh, thái độ cứng rắn, quay sang nhìn Tiêu Vũ Dương. Tiêu trưởng lão, ngươi nói thế nào? Vừa nghe vậy, Ôn Tử Sam liền biến sắc. Tuy rằng hắn là đế tôn tầng 3, nhưng cũng chỉ đối phó được một người ngang cấp. Nhưng nếu Tiêu Vũ Dương cũng có ý như Tiết Chính Mậu, vậy hôm nay sợ rằng Dương Khai chạy trời không khỏi nắng. Cho dù tất cả đế tôn cảnh của Thanh Dương Thần Điện đồng thời đi ra, cũng không giữ được người. Tiêu Vũ Dương nhíu mày. Năm ngày trước, ta đã báo chuyện này lên Đại Đế, đang đợi quyết định của Đại Đế. Ôn Tử Sam liền thở phào. Tiêu Vũ Dương không nhúng tay, đối với hắn lại là chuyện tốt. Chỉ là một mình Tiết Chính Mậu, hắn còn không có cố kỵ. Tiết Chính Mậu không có được đáp án mong muốn, có vẻ như có ý kiến với Tiêu Vũ Dương. Nhưng mọi người đều là trưởng lão của Tinh Thần Cung, không ai hơn ai, ngay cả trong lòng khó chịu cũng không nói nhiều được. Quay sang Ôn Tử Sam nói, Ôn Điện Chủ, nghi thức sắc phong còn chưa có hoàn thành, Dương Khai này còn chưa tính là trưởng lão của thần điện người, giao cho lão phu dẫn đi sẽ có lợi cho thần điện, tuyệt đối là không có hại đâu. Ôn Tử Sam lắc đầu, nghi thức dù chưa xong nhưng Dương Khai đã nhận trưởng lão Ngọc Diệp. Ai nói hắn không phải là trưởng lão của thần điện ta? Người khăng khăng u mê, cứ phải đợi Đại Đế nổi giận mới chịu cúi đầu ư?
Tiết Chính Mậu giận dữ quát. Ôn Tử Sam cười khẽ. Đại đế anh minh thần võ, làm sao lại nổi giận vì chuyện này? Nói không chừng còn khen ngợi Dương trưởng lão đã thanh lý môn hộ thay cho thần cung. Người đừng có làm càn. Sắc mặt của Tiết Chính Mậu xanh mét. Ôn Tử Sam lạnh lùng nói. Muốn đưa Dương trưởng lão đi phải qua một cửa của bổn tọa. Người cho rằng ta thật không dám đánh người sao? Tiết Chính Mậu nghiến răng quát. Vừa rồi không phải đã đánh rồi ư? Ôn Tử Sam không hề lui bước. Hai vị đế tôn tầng 3, ngươi một lời ta một câu, không hề nhường nhau. Nhìn thấy lửa giận ngày càng lớn, có thể ra tay bất cứ khi nào, làm cho khách mời đều kinh hồn ướt hết mồ hôi. Hai người này mà đánh nhau, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị họa lây. Không ai muốn thấy chuyện này xảy ra. Hai vị bất giận à? Hai vị đều là trụ cột của Nam Vực, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, làm gì phải như vậy? Vô Hoài Điện Phong Minh đứng ra khuyên can. Đúng, hai vị đừng nổi nóng, ngồi xuống uống chén trà rồi nói chuyện với nhau. Thất Diệu Thương Hội Phó Hội trưởng Tăng Nguyên cũng đứng lên nói. Thiên Vũ Thánh Địa Trần Văn Hạo trầm giọng nói. Tiêu trưởng lão không phải nói đang chờ đại đế quyết định sao? Thời gian đã qua 5 ngày, hẳn là không lâu nữa đại đế sẽ ban ra ý kiến. Tiết trưởng lão làm gì nóng vội nhất thời? Tiết Chính Mậu nhướng mày trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Được, vậy bổn tọa tại đây im lặng chờ lệnh của đại đế. Ta muốn xem thử đến lúc đó Ôn Tử Sam ngươi làm sao bảo vệ được tên tiểu tử kia. Nói rồi liền trừng Tiêu Vũ Dương. Hắn cũng rất bực mình. Chuyện hôm nay vốn cho rằng mình ra mặt, Dương Khai khẳng định bó tay chịu trói. Không ngờ Ôn Tử Sam lại không có nể tình. Quan trọng hơn là hắn không hề biết Tiêu Vũ Dương đã báo chuyện này lên đại đế. Nếu sớm biết, sao lại đến đây ra mặt? Dù sao, vài ngày nữa, đại đế sẽ mang lệnh xuống. Có mệnh lệnh của đại đế, Ôn Tử Sam làm sao còn dám chống? Chương 2769. Người đâu? Dọn chỗ! Ôn Tử Sam vung tay, trong lòng thả lỏng. Mặc kệ ra sao, có thể ổn định được Tiết Chính Mậu là được rồi. Không cần vội. Dương Khai vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Ôn Tử Sam kinh ngạc nhìn. Lau vết máu bên khóe miệng, Dương Khai nói. Xin hỏi điện chủ, có còn hung thú để tế thiên không? Ôn Tử Sam lắc đầu cười khổ. Yêu thú bậc 12 không dễ tìm. Không thì sao nội đan bậc 12 lại đắt đỏ như vậy? Nhất là bây giờ gấp gáp đi đâu tìm một con khác. Trước đó xuất hiện kim bối thông thiên viên, là đích thân Ôn Tử Sam ra tay, tìm trong núi hoang xa ngàn vạn dặm mới bắt được. Đáng tiếc chưa chờ Dương Khai ra tay đã bị Tiết Chính Mậu giết chết, làm cho đại điển sắc phong không thể kết thúc, thật là khó xử. Dương Khai hiếp mắt. Nếu không còn, vậy đành phải đắc tội rồi. Trong lòng của Ôn Tử Sam nhảy dựng, vô thức hỏi. Người muốn làm gì? Còn chưa hết lời, đã thấy thân hình của Dương Khai vừa động, liền biến mất. Sắc mặt của Ôn Tử Sam đại biến, mơ hồ đoán được ý đồ của Dương Khai, quay sang nhìn về Tiết Chính Mậu. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Khai đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Chính Mậu. Một kiếm chém xuống. Trên lưỡi kiếm kéo theo kiếm mang dài 30 trượng, muốn chấn nát hư không. Tiết Chính Mậu cũng cả kinh, vung tay đánh một chưởng. Đế nguyên hùng hồn tuôn trào, phong vân xoay chuyển, kiếm mang vỡ vụn. Tiết Chính Mậu chợt lóe lên. Nhãi con, dám đánh lén lão phù. Tiết Chính Mậu hét to, giận méo mặt. Hắn là đế tôn tầng 3, còn là trưởng lão của Tinh Thần Cung. Tên thanh niên trẻ tuổi này dám không nói một lời liền đánh lén mình sao? Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, không thì sợ rằng phải chịu thiệt thòi. Nhưng mặc kệ ra sao, bị đánh lén ở trước mặt bao nhiêu người cũng làm cho Tiết Chính Mậu cảm thấy mất mặt, lửa giận vùng vụt sôi trào. Có qua có lại mà thôi. Dương Khai cười xì, ném kiếm không dùng, hai tay kết ấn. Lực lượng 5 tháng tỏa ra, pháp tắc thời gian tuôn trào. Trong nháy mắt, mọi người sinh ra cảm giác không chân thật. Thời gian như ngừng lại, ngay cả tư duy cũng dừng. Đánh ra một đòn tuế nguyệt như toa ấn, mắt phải bùng lên ánh sáng vàng, hoa sen ngậm nở chợt lóe. Tiết Chính Mậu đang trong giận dữ chợt cứng ngắc,
trong đầu đau đớn, trước mặt có một đóa hoa sen to lớn dần dần nở ra, trong lòng hoảng hốt, nào không biết sơ sẩy một chút liền trúng chiêu của Dương Khai. Chỉ là uy lực bí thuật thần hồn này mạnh mẽ quá mức, để tôn cảnh tầng thứ nhất có thể thi triển ra được bí thuật thần hồn như vậy sao? Cắn đầu lưỡi, cảm giác đau nhói làm hắn tỉnh táo trong chớp mắt, dốc hết sức vận chuyển lực lượng thần hồn, ngăn cản bí thuật sinh liên ảnh hưởng. Trước mặt lại tỉnh táo, hoa sen dần nở cũng biến mất. Mở mắt ra, cả người đầy mồ hôi lạnh. Chậm trễ trong nháy mắt, dấu tay của Dương Khai đã đánh ngay tới trước ngực hắn. Dù không biết một chữ này có huyền diệu gì, nhưng làm hắn cảm giác rất không yên, muốn chống cự. Nhưng phát hiện tư duy của mình chậm chạp, kéo theo động tác thân thể cũng không theo được, hét lớn, bùng nổ toàn diện khi thế cường giả đế tôn tầng 3, không kịp có động tác, một chưởng đánh lên trên ngực. Thân thể tư duy vừa khôi phục, lại một lần nữa khựng lại, đồng thời tiết chính mậu chống cự cũng đánh trúng ngực của Dương Khai. Bằng mắt thường có thể thấy, ngực của Dương Khai lõm vào một khối lớn, nghe rõ tiếng xương gãy, làm sắc mặt của hắn tái nhợt. Dương Khai cố nhịn không ra tiếng, nắm lấy bách vàng kiếm nội giữa hư không, quét ngang chém vào ngực của Tiết Chính Mậu. Kiếm quang rơi xuống, Dương Khai lắc người trở về chỗ ban đầu, người lảo đảo sắc mặt trắng bệch. Cưỡng chế nuốt vào huyết khí sôi trào, mặt nổi lên đỏ hồng khác thường. Một loạt động tác liền mạch làm người ta nhìn không kịp, hơn nữa còn có pháp tắc thời gian quấy nhiễu. Bởi vậy, thẳng đến khi Dương Khai lùi về, mọi người mới hồi thần, tràn ngập kinh hãi, nhìn Dương Khai như thấy quỷ. Ngay cả Ôn Tử Sam cũng tràn ngập khiếp sợ. Tiêu Vũ Dương đứng phục lên, tràn ngập khó tin. Ta dùng máu địch tế trời cao. Dương Khai chợt quát, bách vạn kiếm rung động, một chùm xương máu bùng lên tràn ngập hư không. Lễ xong. Xẹt, cùng lúc trên ngực của Tiết Chính Mậu cũng phun máu. Mọi người nhìn đều hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trên ngực của Tiết Chính Mậu có thêm một vết thương dài 3 tấc, thịt bị lật ngược ra, máu chảy ròng ròng. Tiết Chính Mậu giống như không có tin nổi, bản thân mình là bị một tên đế tôn tầng thứ nhất làm cho bị thương, cả người ngây ra ngơ ngác nhìn ngực mình đang phun máu. Qua một hồi lâu, cả người rung lên, tay chạm lên trên ngực, ngừng máu chảy ra. Hai mắt đỏ sẫm giận dữ nhìn Dương Khai rồi nghiến răng quát. Tiểu bối, là người muốn chết. Quá sức nhục nhã, bị một tên đế tôn tầng thứ nhất tung một chuỗi chiêu làm cho bị thương, quả thật là quá nhục. Dĩ nhiên có một mặt khinh địch, nhưng không thể phủ nhận, tiểu tử Dương Khai này quả thật rất giỏi, bằng không đổi thành đế tôn cảnh tầng thứ nhất khác, dù cho hắn có khinh địch ra sao cũng không thể nào bị thương được. Chỉ là vào lúc này trước mặt bao nhiêu đế tôn cảnh của Nam Vực, Tiết Chính Mậu làm sao nhịn được, sát tâm như thủy triều trào ra, sát khí tận trời. Tiết Chính Mậu thật sự nổi giận rồi. Ôn Tử Sam lập tức chặn trước mặt của Tiết Chính Mậu. Tuy rằng Ôn Tử Sam cũng rất chấn động vì Dương Khai có thể nháy mắt làm cho Tiết Chính Mậu bị thương, nhưng cũng biết Dương Khai trả giá không ít. Tiết Chính Mậu một chưởng đánh trả tuyệt đối đã tổn thương nội tạng của Dương Khai. Hơn nữa trước đó, Dương Khai vận dụng mấy loại bí thuật uy lực to lớn, đánh bất ngờ mới làm được điều này. Nếu thật cho Dương Khai đánh tay đôi cùng với Tiết Chính Mậu, Ôn Tử Sam không cảm thấy Dương Khai có hy vọng chiến thắng. Cút ngay! Tiết Chính Mậu quát lên, hoàn toàn điên cuồng. Ôn Tử Sam nói, Tiết trưởng lão là người đánh lén trước, Dương trưởng lão chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông. Tiết trưởng lão thân là tiền bối, sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Sắc mặt của Tiết Chính Mậu tối đen, liền nhớ tới Dương Khai có nói một câu có qua có lại. Sự thật là vậy, lúc hắn tới không nói một lời đánh lén Dương Khai, chẳng lẽ không cho người ta đánh lén lại? Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói như vậy là thôi. Một hơi nghẹn trong ngực không nuốt trôi, quay đầu nhìn một bên, Tiết Chính Mậu nghiêm giọng nói, Tiêu trưởng lão. Tiêu Vũ Dương thở dài, đạp bước đi ra, nháy mắt tới bên cạnh Tiết Chính Mậu. Chuyện đã tới nước này, hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Điều này không chỉ là thể diện của Tiết Chính Mậu, còn liên quan đến thể diện của Tinh Thần Cung, cho nên hắn phải đứng chung cùng với Tiết Chính Mậu.
quấn lấy Ôn Tử Sam. Lão phù muốn tiểu tử này chết. Tiết Chính Mậu truyền âm nói. Tiêu Vũ Dương đáp. Quấn lấy Ôn Tử Sam thì không thành vấn đề, nhưng mà ngươi không giết được tiểu tử kia. Ngươi xem thường ta sao? Tiết Chính Mậu một bụng lửa giận như đang núi lửa phun trào, có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Vừa rồi chỉ là lão phu sơ ý. Không phải là sơ ý đâu, tiểu tử này tinh thông thần thông không gian, không có bố trí toàn vẹn, không ai bắt được hắn. Thần thông không gian? Ánh mắt của Tiết Chính Mậu co rút, trong lòng toát ra bất lực. Thân là trưởng lão của Tinh Thần Cung, hắn không xa lạ gì bốn chữ thần thông không gian. Năm đó có một người tên là Lý Vô Y đắc tội Hoa Ảnh Đại Đế, bị Hoa Ảnh Đại Đế đuổi giết, rốt cuộc vẫn trốn được đường sống, chính là dựa vào thần thông không gian. Về sau Thú Vũ Đại Đế ra mặt nói giúp, thế mới làm cho Hoa Ảnh Đại Đế bỏ qua. Cho đến nay Lý Vô Y vẫn sống yên lành, tiêu dao tự tại trên Linh Thú Đảo. Nếu Dương Khai thật sự tinh thông thần thông không gian, Tiết Chính Mậu tự ngẫm, thật không có cách nào bắt được hắn. Tiết Chính Mậu nhíu mày, đã cười hổ thì khó xuống. Hai đại trưởng lão của Tinh Thần Cung đứng cùng nhau, mọi người đều biến sắc. Biểu tình của Ôn Tử Sam nghiêm nghị chưa từng có. Rất nhiều đế tôn cảnh của Thanh Dương Thần Điện vây kín quanh Dương Khai, thần sắc đề phòng. Một hồi đại điển sắc phong loạn đến nước này, không ai ngờ tới. Tiết trưởng lão, Tiêu trưởng lão, các người cố chấp như vậy sao? Ôn Tử Sam trầm thấp giọng nói. Thần điện ta tuy rằng không bằng Tinh Thần Cung, nhưng cũng không phải tùy tiện chà đạp. Tiêu Vũ Dương không đáp, Tiết Chính Mậu cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt giận dữ trừng Dương Khai. Các khách mời đến dự lễ đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ hai bên thật sự đánh nhau. Một khi Tinh Thần Cung xé mặt với Thanh Dương Thần Điện, vậy rằng sợ rằng toàn bộ Nam Vực phải đường chuyển một hồi, đến lúc đó không ai tốt lành. Không khí đè nén căng thẳng lan tràn khắp nơi. Các đệ tử hậu bối do những đế tôn mang tới, mỗi người đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Dừng tay! Từ xa xa, tiếng quát nhẹ truyền đến, giọng du dương dễ nghe như mang theo lực lượng thần kỳ, làm thần kinh kéo căng chợt thả lỏng. Nghe được âm thanh này, Tiêu Thần đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, bỗng nhiên tỉnh táo, ánh mắt nhìn về một phía. Bên đó có dải lụa hư không hiện ra, một nữ nhân mặt mày như tranh quất sắc thiên hương đứng trên đó. Giữa mi tâm có một dấu chu sa đỏ, mái tóc búi đôi, mấy dải tóc dài rủ xuống trước ngực, váy dài nga hoàng, càng thêm thanh lệ thoát tục. Chân ngọc điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay xuống Vạn Thánh Phong. Công chúa! Tiêu Thần mừng rỡ hô. Nghe được tiếng hô của Tiêu Thần, mọi người nào còn không biết thân phận của người tới, vừa khiếp sợ đồng loạt đứng lên chắp tay hô. Bái kiến Lam Huân công chúa! Các đế tôn cảnh đời trước còn đỡ, tâm tính tu vi còn đó, ngay cả Lam Huân từ sắc tuyệt mỹ cũng chỉ nhẹ nhàng liếc qua mà thôi. Ngược lại, những người trẻ tuổi đi theo các trưởng bối đến, mặc kệ nam hay nữ, đều si ngốc mà nhìn Lam Huân. Nhất là những nam nhân đều toát ra ái mộ, trong mắt không còn gì khác, chỉ có một mình Lam Huân chói lọi, hút mất tâm hồn. Kết thúc tập 541 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.